Hôm nay là cuối tuần các bạn, mình muốn đưa con trai mình đi để cho cháu trải nghiệm cái cuộc sống của những em bé ở trên vùng cao. Bạn nhỏ Công Duy vừa làm quen với hai anh. Và bây giờ đi theo các anh về trong thôn Mã Pì Lèng để xem là cuộc sống của bà con như thế nào. Vào thôn nào. Chỗ này không có đường bê tông hơi khó đi. hơi khó đi. Duy cầm cho bố nè, ngồi trên này cầm cho bố. Nó cứ quay thế à? Rồi nó quay thế bởi vì nó có giữ thăng bằng, nó đang trong chế độ hoạt động mà. Rất gần hẻm này các bạn ơi. Thôn này mà làm du lịch thì quá tuyệt vời luôn. Chào cô. Đây nhà Phình đây à? Nhà trên này à? Mình đã đến thôn Mã Pì Lèng rồi. Bây giờ thì mình sẽ theo bạn Phình về nhà bạn ấy xem là gia đình bạn ấy sống như thế nào nhé. Đến đây thì hết đường bê tông rồi và mình sẽ phải đi bộ. Duy ơi, rút chìa khóa cho bố đi, chìa khóa xe. Đây, các bạn thấy ông dưới chân đèo Mã Pì Lèng, cuộc sống của bà con đây. Đây, nhà em Phình đi lên phía trên này nữa cơ. Bạn Phình học lớp 7 ở trường trung học cơ sở xã Pả Vi. Đến nhà con chưa? Vẫn chưa đến đâu đúng không? Thế đây là mẹ con đây à? Đây là mẹ. Mẹ con nói được tiếng Kinh không? Thế Phình làm phiên dịch nhá. Chào chú nha. Lên nhà em Phình chơi một tí. Vâng. Mệt quá. Con thấy không? Đường nhà mình thì dễ đi nhưng mà đường cả nhà các anh có khó đi không? Đấy, con lên trước đi, đấy đúng rồi. Ừ, có bóng là gì nhá.
này cho. Rồi cứ đi đi, con cầm áo lên. Con cầm áo lên không chạm đất rồi kìa. bố cầm hộ bố, tí nữa bố lấy. À đây đây à. À vẫn chưa phải à. Lên nữa à. Đây nhà nô à. Đấy. Ở cao như thế này cơ mà. Đây là một cái cửa vào một nhà của bà con đấy. Trèo khá cao các bạn ạ. Các bạn nhỏ đi lấy củi về này. Có nặng không? Chào chị. Lấy củi về à chị? Thôn này chỉ có đường bê tông vào trung tâm thôn thôi các bạn ạ. Còn đến các nhà hộ dân này thì vẫn phải đào bộ như thế này. Còn đường rất khó đi. Ơi. Nha. Yeah. Ờ. Đây. Sắp đến nhà bạn Phình rồi. Hôm nay là cuối tuần các bạn. Mình muốn đưa con trai mình đi để cho cháu trải nghiệm cái cuộc sống của những em bé ở trên vùng cao. Chỗ này rất khó lên này các bạn. Nó giống như một cái máng trượt vậy. Thế à? Rất là cao. À, đây là mẹ em Phình. Phình. Nhà mình đây à? Đã đến nhà bạn Phình rồi. Bạn Duy có mệt không?
Cuối cùng thì cũng đến nhỉ. Chào bé. Đây bạn Phình 12 tuổi này các bạn. Lấy hộ con chai nước. Lấy hộ con chai nước được không? Từ từ. Wow. Đã đến nhà rồi. Bạn Phình đang mở cửa. Cái cánh cửa nhà bạn ấy có lẽ là chưa có cái bản lề các bạn ạ. Bạn Duy phải chui vào, chui vào đấy. Đấy mời các bạn vào phía trong nhà bạn Phình nhá. Cô quét nhà. Vâng. Cái cửa này không mở được à con? Không mở được. Bị mất chìa khóa à? Các bạn nhỏ hàng xóm thấy bạn Duy lên chơi cũng sang chơi cùng này. Đấy, đã mở được cửa trước rồi. Lúc nãy chưa có chìa khóa nên là phải mở cửa lách. Cửa lách thì chưa có bản lề các bạn. Phình ở dưới kia thì là hàng ngày con ở trong nội trú à? Cuối tuần mới về nhà với mẹ thôi đúng không? Thế con học thì con học ở chỗ nào? Sách vở thì con để hết ở dưới trường rồi đúng không? Bạn Phình thì học bán trú các bạn ạ, cho nên là cuối tuần bạn mới về nhà thôi. Các bạn ơi, đây là cái hành trình đầu tiên mình đến với nhà em Phình, đấy, thăm gia đình em Phình. Thì trong phần tiếp theo mình sẽ trải nghiệm cho bé Công Duy cùng trải nghiệm đời sống của nhà em Phình nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nha. Cảnh rất đẹp các bạn ạ. Sống ở chỗ này rất là tuyệt vời. Đây bên này, đi bên này. Đừng bám vào bố, con khắt tự đi đi. Có một em đi sau mình kìa. Đấy, đi cẩn thận không nhẫm vào rau này. Được rồi. Rồi, từ từ thôi con đứng ở đây thôi. Bạn Phình hái một ít rau về luộc nhá. Hái một ít rau về luộc nhờ. Mấy cây to này này. Duy ngồi trên đấy thôi, không xuống. Ngồi đây á, cái vách này á. Bố ơi, con ngồi ở cái vách này á. Còn kia buổi trưa trời nóng thôi. Các bạn này, cái rau cải này có một điều rất đặc biệt này. Cải này là cải lông. Ô bố ơi, có phê ở đây kìa. Trên cái lá cải này có lông này. Đây là một cái rau rất là phổ thông ở trên đèo Mã Pì Lèng này. Con nghe thấy tiếng à?